Cục Quản lý Thị trường Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đội quản lý thị trường số 12 phối hợp cùng Công an phường 6 quận Gò Vấp vừa tiến hành kiểm tra đối với công ty trách nhiệm hữu hạn HB trên đường Lê Đức Thọ, phường 6 Gò Vấp. Qua đó phát hiện hàng trăm chiếc bánh trung thu không rõ nguồn gốc xuất xứ. Cụ thể, tại thời điểm kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện 200 chiếc bánh trung thu nhãn ngày sản xuất 14 tháng 8 năm 2023, hạn sử dụng 60 ngày, không có hóa đơn chứng từ, có nhãn gốc bằng tiếng nước ngoài nhưng không có nhãn phụ bằng tiếng Việt Nam. Qua xác minh, số bánh này không rõ nguồn gốc xuất xứ, không có tài liệu liên quan đến chất lượng sản phẩm hàng hóa, không đảm bảo an toàn cho người sử dụng. Tổng giá trị lô hàng là hơn 4,7 triệu đồng. Hiện toàn bộ số hàng trên đang được tạm giữ theo quy định.